sản phẩm này mình cũng sẽ tặng các bạn vào 20 giờ ngày 15 tháng 10 tới các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review tới các bạn bộ hút chất lỏng các bạn ạ. Đây là bộ hút chất lỏng này. Cái bộ này thì là bên mình bán nhá, thì là mình review luôn cho các bạn xem luôn. Đấy. Cái bộ hút chất lỏng này của nó thì là nó sử dụng là các bạn chỉ việc bóp thế này thôi là nó tự hút được ra nhá, các bạn không phải ngậm mồm vào đâu. Đây. Các bạn cắm ống vào thì các bạn cắm theo chiều mũi tên này này. Đấy, cắm theo chiều mũi tên này nhá. Đấy. Đấy. Thế xong các bạn đặt cái đầu này vào. Đấy. Và các bạn hút. Con nó ra thế nào? Em chỉ cho các bạn nhìn thấy cái bơ. Đấy, khi các bạn sử dụng ấy, các bạn chỉ việc bóp thế này thôi nào. Đấy. Thì là nó sẽ lên. Đấy. Đây. Để mình lấy cái ống khác nhá. Cái ống này nó bị ngối này, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa. Đấy, các bạn chỉ việc bóp thế này thôi nào. Và nó sẽ chảy này. Đấy. Đấy chứ các bạn không phải ngậm mồm vào các bạn hút đâu. Bóp này các bạn, bóp này. Đấy. Nó sẽ tự hút này. Đấy, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Nhìn thấy quá như vậy nhỉ? Đấy. Còn cái ống kia nó bị nối kỹ thuật thì để mình hướng dẫn các bạn cách sửa luôn. Thường thì bên mình gửi hàng đi thì test trước cho khách hàng trước chứ không mấy không phải là cứ thế nào gửi. Cái này các bạn này, cái ống nối kỹ thuật là nó sẽ khi mà nó bóp là nó sẽ không hút được. Này, nó hút được hết một tí là nó sẽ tụt luôn xuống. Đấy. Con bỏ cái đấy ra đi. Đấy, là nó không hút được này. Cái này thì quá trình sử dụng mà các bạn không vệ sinh sạch nó tạo rêu thì có thể là nó sẽ hút nó kém. Đây các bạn nhá. Cái này nó có chiều mũi tên này. Chiều mũi tên đi xuống này. Đấy. Thì là các bạn tháo cái đầu da này ra cho mình này. Tại vì là nó gắn keo ấy, các bạn cứ bẻ từ từ ra là nó sẽ lăn keo ra. Đấy. Đây nha các bạn nhá. À, cái này của nó là nó có cái nắp la này này. Đấy. Cái ná này này. Thì các bạn xem nếu mà nó mà bị vênh các cái đầu này này. Con đứng lên nhìn xem là con nhìn thấy cái vênh này không? Nhìn thấy. Đấy, các cái đầu này nó có thể là nó bị vênh hoặc là bị nối kỹ thuật đấy. Thì các bạn lấy kéo các bạn cắt đi một tí. Kiếm cho một cái kéo cắt ra ngoài nhà, kiếm cho một cái kéo. Ra ngoài kiếm kéo mà lại còn sờ gì vào đây. Đây này các bạn này. Cái đầu ba via này. Đấy, cái đầu via đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đại loại là cái mình quay bằng điện thoại nó hơi khó nhìn. Đây này các bạn này, cái đầu viên này. Đấy, mình sẽ cắt cái đầu này đi. Đấy, đại loại các bạn chỉ cắt cái đoạn cong vênh thôi nhá. Chứ đừng cắt cụt quá là nó lại không nắp được vào đâu. Đấy, đây và bây giờ mình nắp lại thử cho các bạn xem nhá. Ok rồi đấy. À, cái đầu này nó không có phải chịu áp lực gì cả nên là các bạn khi nắp vào các bạn bôi keo dán ống vào cũng được, mà các bạn không bôi keo cũng được, nó không ảnh hưởng gì đâu. Thôi chết. Ai. Đấy, các bạn cắm ra này. Bây giờ mình sẽ hút thử cho các bạn xem này. Đấy. Đấy, như vậy là hút được rồi đấy các bạn. Nhìn thấy cái bơ ở dưới này không con? Bơ nước rồi bố.
với nước đủ. Nước đây, đang chảy đây. Đấy. Thì nếu mà nhà các bạn mà mua cái ống này rồi ấy mà về mà không hút được ấy, hoặc là trong quá trình sử dụng mà nó lại bị hỏng, bị lỗi thì các bạn cũng tháo ra kiểm tra giống mình ấy. Vì là có thể là khi mà các bạn hút nó bị kẹp những cái cặn. Tại vì là nhiều nhà sử dụng các cái bình rượu ngâm ấy. Rượu ngâm thì nó sẽ còn các cái cặn. Để đấy con đổ bây giờ. Nào. Đáo kia xuống. Nhiều nhà sử dụng rượu ngâm ấy thì nó hay có các cái cặn ở rượu ấy, thì có thể nó sẽ mắc vào và nó sẽ không hút được các bạn. Đấy. Nên là các bạn mà khi nào mà gặp cái trường hợp mà nó không hút được như vừa xong của mình ấy thì các bạn cứ tháo ra làm như mình là nó sẽ hút được. Nha các bạn nhá. Các bạn nhé. Đây mình lại hút lại thử lần nữa này. Con xoay thế thì làm gì, nhìn thấy gì nữa? Nhìn thấy hả? Nhìn thấy, con nhìn thấy chứ điện thoại nhìn thấy đâu. Đúng là linh tinh. Dịch ra gì? Nhãn thoải em ngồi ngoan thế kia mà. Đấy, các bạn nhìn thấy nước chảy không nhỉ? Đấy thì cái bộ sản phẩm này các bạn ạ, thì cũng thường được sử dụng trong như là kiểu gọi là hút chất lỏng này, hút nước này, hút xăng dầu này, hút rượu này. Đấy, nó cũng rất là hay. Vì là nhiều khi là các bạn mà hút xăng dầu ấy mà các bạn hút bằng mồm nó có khi nó bị sặc. Đấy. Thì video review sản phẩm của mình tới đây là kết thúc. Sản phẩm này mình cũng sẽ tặng các bạn vào 20 giờ ngày 15 tháng 10 tới các bạn nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhớ nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những video review của mình, cũng như là nhận những thông báo về các cái chương trình thử thách vận may nhận quà miễn phí của mình. Đấy, thì chương trình sắp tới là vào ngày 15 tháng 10 cả nhà nhá.